với lý do dịch bệnh COVID-19 tại Malaysia đang có nhiều diễn biến phức tạp, khiến cả nền bóng đá bị đóng băng trong nhiều tháng qua. Liên đoàn bóng đá Malaysia đề nghị được hoãn trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tới. Ngoài ra, đội tuyển Malaysia cũng sẽ không thể tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thi đấu vào ngày 25 tháng 3 vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang rất bị động trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nước này. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đồng quan điểm và thực hiện theo đề xuất của Malaysia. Hiện tại, dịch COVID-19 đang bùng phát tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á, tác động tiêu cực tới nhiều nền bóng đá. Tại Việt Nam, những ngày vừa qua, hàng loạt giải đấu thể thao đều đã bị hoãn, hủy hoặc lùi thời hạn tổ chức để phục vụ công tác phòng chống dịch. V-League cũng đã buộc phải dừng lại sau khi chỉ có 2 trong số 7 trận đấu ở vòng 3 diễn ra khi xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Dịch COVID-19 cũng khiến cho việc đi lại, di chuyển tới các quốc gia châu Á để thi đấu vòng loại World Cup trở nên khó khăn và thể thức thi đấu sân nhà, sân khách gần như không khả thi. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á xây dựng phương án thi đấu tập trung vào tháng 6 để vòng loại thứ hai có thể kết thúc vào ngày 15 tháng 6 như kế hoạch đã định. Dù vậy, kế hoạch thi đấu như thế nào, được tổ chức tại đâu, hiện vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Á. Cùng với lịch thi đấu AFF Cup 2020 bị hoãn lại tới cuối năm 2021, giờ đây, những nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo đang dần hiện hữu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bày tỏ sự bất an về khả năng tổ chức các trận đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang đe dọa hàng loạt các quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước châu Á. Trong năm 2020, toàn bộ kế hoạch thi đấu của đội tuyển Việt Nam đều bị hủy bỏ, dù có những giải đấu đã điều chỉnh lịch thi đấu ít nhất tới 2 lần. Tới thời điểm này, cũng chưa chắc chắn để khẳng định liệu ba loạt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup ở châu Á có thể diễn ra đúng như mong muốn hay không. Dịch COVID-19 cũng đã khiến đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất một đợt tập huấn kéo dài 3 tuần và 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 ở Cẩm Phả và Việt Trì. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rơi vào tình trạng không có việc làm theo nghĩa bóng trong suốt 12 tháng khi kế hoạch thi đấu quốc tế của các đội tuyển liên tục bị dừng hoặc hủy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có các đợt làm việc ngắn hạn với đội tuyển U22 nhằm kiểm tra và sàng lọc nhân sự trong quãng thời gian mà V-League và các giải đấu trong hệ thống chuyên nghiệp bị gián đoạn. Với những diễn biến mới nhất từ việc hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup, nguy cơ hủy bỏ vòng chung kết U23 châu Á và các trận đấu tại V-League cũng chưa hẹn ngày trở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang thực sự lo lắng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí đã sẵn sàng trở lại Việt Nam dù phải ở trong trại cách ly tới 21 ngày để bắt tay vào việc chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển. Song một lần nữa, mọi việc lại diễn ra ngoài những tính toán. Không lo lắng sao được khi 12 tháng qua, ông Park Hang-seo chưa cầm quân bất cứ một trận đấu chính thức nào và cũng chưa biết đến bao giờ ông cùng các tuyển thủ mới có thể được ra sân thi đấu.